Với tài hoa trong công nghệ chế tác đồng hồ cùng khả năng sáng tạo không giới hạn, nhà sản xuất Rolex luôn khiến công chúng phải thán phục bằng những cỗ máy thời gian có sức mê hoặc tuyệt vời như mẫu đồng hồ Rolex Datejust 31278383 RBR mà Kỳ Lân Luxury sẽ giới thiệu ngay dưới đây là một điển hình. Phiên bản đồng hồ Rolex Datejust 31278383 RBR là một mẫu đồng hồ nữ có vẻ đẹp cực kỳ nữ tính và sang trọng, sở hữu bộ vỏ thép Oyster Steel kết hợp cùng vàng kim độc quyền của Rolex. Với khả năng chống thấm nước ở độ sâu 100m sẽ giúp các quý cô có thể sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau. Điểm xuyết trên nền bạc sáng cá tính của thép không gỉ là chất liệu vàng kim quý tộc, được thể hiện rõ qua dây đeo Tourbillon 5 mối nối linh hoạt, tăng thêm độ thoải mái năng động trên cổ tay ngọc ngà của quý cô. Để tăng thêm sức hấp dẫn cho một thiết kế cổ điển này, nhà sản xuất đã hào phóng nạm kim cương full vành bezel, khiến cổ máy thời gian này tỏa sáng hơn trong mọi hoàn cảnh. Không dừng lại ở đó, vẻ đẹp của những viên kim cương tròn, tinh xảo còn được nhắc lại lần nữa qua hệ thống cọc chỉ giờ trên mặt số trung tâm một cách vô cùng tinh tế. Bao bọc trong lớp vỏ sang trọng là mặt số màu xám trải tia sunburst có khả năng phản xạ ánh sáng tuyệt vời. Sự phù hợp ăn ý của tông màu xám hiện đại với sắc vàng bạc của lớp vỏ đã hoàn thiện thêm độ bắt mắt của sản phẩm, đồng thời tạo nên sức hút mạnh mẽ khiến người xem không khỏi rời mắt trước những chi tiết quan trọng trên mặt số như bộ kim trung tâm, ô cửa sổ báo ngày ở góc 3 giờ và biểu tượng vương miện ở góc 12 giờ bằng vàng đính nổi. Trái tim của phiên bản đồng hồ nữ đẳng cấp này là bộ máy tự động Caliber 2336 được giới thiệu vào năm 2014. Với kích cỡ 31 nhỏ nhắn, Rolex Datejust 278383 RBR quả là một chiếc đồng hồ vô cùng phù hợp cho một outfit thanh lịch, sang trọng tối thượng cho năm 2024. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.